Ngày 7 tháng 10, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 3, phòng cảnh sát hình sự Chai, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Huỳnh Duy Khoa 2001, ngụ quận 3 và Lê Hoàng Tuấn Kiệt 2002, ngụ quận 8 cho công an phường 15, Y 1 để khảo sát về hành vi cướp giật gia tài. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội. Do không tồn tại tiền tiêu và nghiện game bắn cá nên Kiệt cùng Khoa gặp mặt nhau và một đối tượng người tiêu dùng chưa rõ lai lịch, lập băng nhóm để đi cướp giật, trộm cắp gia tài bán lấy tiền. Trưa 7 tháng 10, cả ba điều khiển và tinh chỉnh hai xe máy rảo quanh những tuyến đường ở quanh vùng Y1, thành phố Hồ Chí Minh để tìm con mồi. Khi đi tới trước địa chỉ 968 đường 3/2, phường 15, Y1, thành phố Hồ Chí Minh thì thấy một người lũ ông dừng xe máy nghe điện thoại cảm ứng thông minh. Lúc này, Kiệt và Khoa đi xe máy áp sát giật điện thoại cảm ứng thông minh trên tay người lũ ông rồi tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc này, tổ trinh thám đội 3, Chai đi tuần phát hiện nên tăng ga đuổi theo thì cả hai bỏ chạy. Đối tượng đồng bọn tìm cản địa nhưng không thành công. Phát hiện bị trinh thám rượt đuổi, hai đối tượng người tiêu dùng tăng ga chạy trải qua không ít tuyến đường vòng thoát thân. Sau một lúc truy đuổi, trinh sát vượt lên khống chế bắt giữ được hai đối tượng người tiêu dùng. Riêng đối tượng người tiêu dùng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện công an đang truy bắt đối tượng người tiêu dùng còn lại.